hoàn thành nha các bạn. Chốt Phi nha. Chốt Phi 0.7 luôn nha. Chà, chốt Phi nó bự à. Muốn lòng này không. 0.7 luôn. Hoàn thành chốt Phi Rocky Luck nha. Finish mission Black Ruby tip jeep by in Rocky Luck. Fight fishing. Cut trophy Black Ruby. Được con trophy Black Ruby này là hoàn thành cái mục bắt con Black Ruby ở trong cái hồ Rocky Luck nha. Ok man, đẹp trai. Kỷ niệm coi rất là khó khăn để bắt được mày. Cuối cùng nó bắt mày rồi. Rồi ok. Đã gì đâu các bạn. Rồi. Nó ở đâu lên nha. Hiện tại Crappie này thì nó có 0.5 à. Mình bỏ Crappie này đi nha. Đấy con Crappie này nè. Nó 0.7 luôn. Crappie này Crappie khủng. Đó thấy chưa. Rồi ok. Hello, hello. Bây giờ mình tiếp tục Black Ruby nha. Mình sẽ cầu con Black Ruby ở hồ Emerald, Emerald Luck. Giờ để hoàn thành cái mission này. Mission Black Ruby này nha. Hay. Hay, có lẽ tên. Mastering này này. Bây giờ này nó là Black Ruby Sub Jeep Buy. Thế giờ mình set up cái cần Sub Jeep Buy nha. Là Jeep Head nha. Cộng với cái mọi là chức. Chức Jeep bài. Đây chức đây. Đấy. Thì cái sàn này thấy không. Mình đã hoàn thành rồi này. Bây giờ Emerald mình sẽ cắt Black Ruby 4 0.45kg nha. Ok. Vô đây, đây nha. Đấy. Thổi mồi rồi đó. Bây giờ đây cho mình xin cái con hồi nãy này. Lòi ra được cái là con Black Ruby Trophy Black Ruby 0.56 nha. À, bây giờ này mình sẽ câu ngay cái vị trí đó. Mình sẽ câu ngay cái vị trí này. Con Black Ruby 0.456 rồi. Ok. Đấy. Anh thấy không? Bây giờ mình Tuyết trình. Trang này. À, luôn à. Rất bia. 45. Ồ, 0.2 à. Ồ, men. Chưa được. Bự hơn tí nữa. Yes, one more. Over. Tuyết trình. Okay. Wow, Black Ruby, Trophy Black Ruby nha. Oh, yeah. Nghĩa là mình cũng hoàn thành câu con Trophy Black Ruby ở hồ Emerald Luck nha. Oh, rất là đẹp nha các bạn. Này nó rất là đẹp nha. Chói chang quá, chụp hình cũng đẹp. Chói quá trời chói đi. Thank you.
Tụp zip bài. Ok, quá đẹp luôn. Chụp tấm mình à. Đẹp quá, đẹp trai quá. Lát này để ta chụp lên này. Rồi, ok. Xin tấm ảnh nha. Ok. Ok. Tụp ta. Nhận phần thưởng à. Cutting spoon trophy tầng 3, 1 gạt.
sắp xếp bài đã hoàn thành nha các bạn. Xin tên tấm ảnh nào. Ok, nhận quà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu các bạn thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye.